Xin chào quý vị và các bạn. Ngày mai các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió ở mực cao 5.000 m, hoạt động yếu nên mưa dông vẫn còn có khả năng lặp lại tập trung vào chiều tối và đêm trên diện rải rác. Ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến là từ 31 cho tới 34 độ và có nơi lên tới 35-36 độ. Dự báo từ đêm 16 sang đến ngày 17 tháng 8, những hình thế gây mưa cho khu vực Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, nên cường độ mưa sẽ có xu hướng gia tăng tại các tỉnh miền Bắc nước ta, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Lui xuống các tỉnh miền Trung, thời tiết trong 3 ngày tới chủ yếu ít mưa. Nắng nóng được dự báo sẽ tiếp diễn trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ và có nơi cao hơn. Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19 tháng 8. Do vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở mức cao, đặc biệt tại khu vực đông dân cư cũng như là các cánh rừng đang ở cấp cảnh báo cháy cấp 4 và cấp 5. Trong thời đoạn 3 ngày tới, tại khu vực vùng cao Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung về chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn mưa dông cần đề phòng với lốc sét và cả gió giật mạnh. Ban ngày sẽ có những khoảng nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 34 độ. Trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực Biển Đông thịnh hành gió có hướng Tây Nam, trong đó khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa phổ biến có gió cấp 4, có lúc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam có cường độ trung bình cho đến mạnh, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 14 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!